ở nước ngoài có một chú mèo nhỏ, ngày nào cũng kêu xin cô gái hãy nhận nuôi mình. Mỗi ngày khi cô mở cửa sổ ra thì chú mèo nhỏ đều sẽ xuất hiện ở bên dưới cửa sổ. Cô từ chối nó và đóng lại cửa sổ, nhưng chú mèo vẫn không từ bỏ, vẫn mãi ngồi đợi dưới nhà. Mỗi lần cô gái đi ra khỏi nhà, chú mèo đều sẽ chào hỏi cô gái. Cô gái dắt chó đi ra ngoài dạo, chú mèo nhỏ cũng sẽ lén lút đi theo. Có một lần chú mèo nhỏ lén lút lẻn vào nhà cô, kết quả là liền bị đuổi thẳng ra ngoài. Thật ra, cô gái cũng rất thương chú mèo nhỏ, nhưng em bé của cô bị dị ứng với lông mèo nên cô không có cách nào nhận nuôi nó. Đến tối, cô gái lo lắng cho chú mèo nhỏ nên đã cho nó thức ăn. Cô thấy cái bụng của nó tròn tròn, liền nghĩ lại lúc trước đã từng nuôi một bé mèo đang mang thai. Thế là đã đưa nó đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra, thì biết được trong bụng của mèo mẹ có 4 chú mèo con. Cô là một người rất thân thiện và hiếu khách, rất có tiếng tăm trong giới những người nuôi mèo. Thế nên con mèo nhỏ này đang mang thai nên đã cầu xin cô nuôi dưỡng mình. Cô đã dựng cho mèo nhỏ một cái ổ, đồng thời còn tận tình chăm sóc nó. Sau khi kiên trì chăm sóc 2 tháng trời, mèo nhỏ cuối cùng đã tìm được cho con của mình một ngôi nhà hạnh phúc. Tình yêu của người mẹ thật là lớn lao. Nếu các bạn cũng thích những câu chuyện ấm áp như thế này thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Một con mèo nhỏ mỗi ngày đều khóc ở trong tòa thành vắng vẻ này. Ngày nào nó cũng xuất hiện ở đây mà quan sát tỉ mỉ từng người đi qua, giống như đang chờ đợi gì đó. Sau khi con mèo nhỏ đứng dậy thì mọi người mới phát hiện nó đã mất đi một cái chân. Đến khi mọi người rời đi, vài chú mèo con đột nhiên chạy ra, chúng đến bên âu yếm với mẹ của mình. Ở gần tòa thành không hề có cư dân sinh sống, cũng không tìm thấy được bất cứ loại thức ăn gì. Không biết tại sao mèo mẹ cùng đàn con lại xuất hiện ở đây. May mà những người tốt bụng đã cho mèo mẹ thức ăn, nhưng lần nào nó cũng cho con mình ăn trước, còn bản thân thì ăn thức ăn còn thừa. Mọi người rất thương mèo mẹ nên đã đi tìm chủ của nó ở khắp nơi. Những cư dân xung quanh không có ai từng nhìn thấy nó. Theo như lời của người qua đường, chân của mèo mẹ bị thương nên chủ của nó đã bỏ rơi nó. Mèo mẹ không có nơi để về nên chỉ có thể sống tạm bợ dưới sàn nhà và ở trong hoàn cảnh khó khăn. Mèo mẹ đã sinh ra những đứa con của mình. Mỗi ngày sau khi cho mèo con ngủ xong, nó sẽ nhịn lại nỗi đau đi tìm thức ăn. Nhưng nó lo lắng cho con của mình nên cũng không dám đi xa. Mỗi khi nó nhìn thấy có người đi qua, nó đều sẽ nằm dưới đất để xin xỏ, mong rằng có thể nhận được sự giúp đỡ từ con người. Mọi người đưa mèo mẹ và mèo con đến bệnh viện. Do được mèo mẹ chăm sóc ân cần nên con của nó đều rất khỏe mạnh. Nhưng mèo mẹ cũng vì vậy mà bị thương, lần nào nó cũng có thể chịu được nỗi đau ấy. Bác sĩ thậm chí còn tìm được trong bụng nó rất nhiều rác thải và đất cát, khiến cho con người đau lòng đến phát khóc. May mắn cho mèo mẹ và mèo con là được một người tốt bụng nhận nuôi. Cả nhà hãy bấm like cho gia đình mèo đáng thương này nhé. Mèo không những gọi tài mà còn gọi cá. Chú mèo này tên là Tiểu Cúc, là mèo gọi cá của hồ cá này. Mỗi lần nó xuất hiện ở chỗ câu, những người đam mê câu cá đều câu được cá lớn liên tiếp. Tiểu Cúc vừa ngồi một lúc thì đã câu được 10+ con cá. Người câu cá nói, lần trước khi Tiểu Cúc đến, tôi vừa đút cho nó ăn thì liền câu được cá. Hôm nay câu được nhiều cá như vậy đều là nhờ Tiểu Cúc. Nhưng các xe của Tiểu Cúc cũng rất cao, không có đồ ăn thì sẽ không rời đi. Khách ở hồ câu nói, mỗi lần tôi đến đều phải nộp cho nó phí bảo vệ. Tiểu Cúc đến rồi, cho chú một miếng tôm to làm tiền công. Tôi cũng không nỡ ăn mà cho chú rồi. Tiểu Cúc rất hưởng thụ tiền công của mình. Dù gì thì nó cũng là mèo gọi cá, phải hầu hạ cho tốt. Đến giờ tan làm, Tiểu Cúc cũng rất hiểu hưởng thụ cuộc sống, không hề tăng ca. Tan làm là về nhà chơi. Tuy nhiên, cho dù về nhà, dường như nó vẫn gắn liền với cá. Nhân viên nói, thực ra mẹ của nó ở đây. Đây là mẹ của Tiểu Cúc tên Phô Mai. Đây là anh chị em của Tiểu Cúc. Xem ra chúng sống rất thoải mái. Phô Mai rất yêu thương con mình. Nhân viên nói, tầm 2 năm trước, 3 anh em lớn bằng Tiểu Cúc vì ăn phải thuốc chuột mà đã chết ở hồ câu. Từ đó trở đi, chúng tôi nghĩ phải bảo vệ sự an toàn của Phô Mai và con nó. Ông chủ đặc biệt làm cho chúng một cái nhà. Tiểu Cúc rất cảm kích, mỗi ngày đều đến hồ câu chăm sóc khách hàng, thu hút được nhiều khách, rất nỗ lực chăm sóc người câu cá. Tiểu Cúc đã trở thành sự may mắn của hồ câu. Ông kính quay đi, khách hàng của hồ câu lại không câu được cá. Đám cá này thật gian xảo, ăn hết mồi mà vẫn không cắn câu. Xem ra đã đến lúc gọi thần thú đến. Tiểu Cúc cứ như cảm nhận được có người gọi nó. Là lúc tôi xuất chiêu sao? Ăn cơm trước đã. Tiểu Cúc ăn xong liền vận động một chút, khởi động chút rồi xuất chiêu thôi. Tuy không có ai mở cửa, không biết là khách hàng ở hồ câu đang cần tôi sao. Giây sau Tiểu Cúc bật nhảy lên. Cửa mở ra rồi, xem ra không có chuyện gì ngăn cản được nó. Sau đó, Tiểu Cúc đến hồ câu, lại còn nói với khách hàng, tôi đến rồi, các người chuẩn bị rút câu đi. Không lâu sau, cá lớn đã cắn câu. Người câu cá nói, tôi yêu Tiểu Cúc đến chết mất. Hôm nay lại là một hôm thu hoạch dồi dào. Người câu cá đến nhà Tiểu Cúc, tặng nó con cá diêu hồng to nhất để thưởng nó. Nó hôm nay có công rất to. Để Phô Mai người trước, kính trọng người nhà của Tiểu Cúc, nó mới cố gắng làm việc hơn. May mà nhờ Tiểu Cúc, mẹ và các em đều có đồ ăn ngon thưởng thức. Ông chủ đặc biệt làm cho nó một biển quảng cáo. Dù sao nó cũng là thần may mắn của hồ câu. Nhân viên nói, hy vọng cả nhà Tiểu Cúc có thể tiếp tục sống vui vẻ ở hồ câu mãi mãi.
con mèo này rất giỏi. Nó không chỉ tự biết lên xe buýt mà còn biết lấy lòng tài xế, thế là có thể đi xe miễn phí rồi. Mọi người ở gần đây nói ra mặt con mèo này rất dày. Mỗi khi xe buýt đến, nó sẽ nhảy lên xe. Tài xế không những không tức giận mà còn tiếp đón nhiệt tình để cảm ơn nó đưa ông ấy đến chỗ ở của mình. Nó tên là Oscar. Bác tài xế nói Oscar rất thông minh, không phải xe tôi lái nó sẽ không lên. Sao lại như vậy? Hóa ra Oscar là con mèo hoang. Tháng trước nó gặp tai nạn và mất một chân. Bác tài tốt bụng đã giúp nó xử lý vết thương và thường đem đồ ăn đến cho nó. Từ đó, nó sống dựa vào bác ấy và chuyển nhà đến trạm rừng này để có thể gặp mặt bác ấy mỗi ngày. Mỗi khi bác ấy rời đi, nó sẽ đuổi theo và chào tạm biệt. Có vẻ nó đã coi bác ấy là chủ của mình. Nó rất thích đồ chơi bác ấy mua cho và thường chơi rất vui vẻ. Nhưng phần lớn thời gian ban ngày, nó sẽ quan sát xe cộ qua lại. Oscar bất ngờ đứng dậy, chạy lên xe buýt, nhưng thấy không phải bác tài xế lái, nó liền quay đầu rời đi. Nó đợi mãi đến tối, một chiếc xe từ từ dừng lại. Oscar nhảy lên xe, người lái đúng là bác ấy. Oscar lên xe với vẻ mặt hờn dỗi, như đang nói tại sao giờ bác mới đến. Bác ấy lấy cá hộp cho nó ăn. Chiếc xe không người lúc này trở thành thiên đường của nó. Nó chạy nhảy khắp nơi và chơi với bác tài xế. Nhưng nếu về muộn, bác ấy sẽ bị vợ mắng. Thấy con mèo vẫn chưa muốn đi, bác ấy đành phải đưa nó xuống xe. Nhân lúc nó không chú ý, bác ấy đóng cửa xe lại. Oscar thấy mình bị lừa, nó kêu lên đòi bác ấy mở cửa. Bác ấy chào tạm biệt nó sau khi chiếc xe rời đi, Oscar buồn bã đi về. Cuộc sống của mèo hoang không hề dễ dàng. Những con mèo hoang khác sẽ đến giành đồ ăn. Do mất một cái chân, nó chỉ có thể trốn đi. Hôm sau, mọi người không thấy Oscar đâu. Họ tìm xung quanh cũng không thấy. Bác tài biết tin liền vội đi đến. Bác ấy gọi tên nó, Oscar bước ra từ nơi nào đó, lao về phía bác ấy. Nó đã trở thành một phần cuộc sống của bác ấy. Cuối cùng, bác ấy quyết định sẽ cho nó một mái ấm. Oscar được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ nói vết thương cũ của nó không được chữa trị tốt nên thân sau của nó bị chèn ép và phải phẫu thuật luôn. Mấy ngày sau, cuộc phẫu thuật thành công, thiên sứ lưu lạc nhân gian cuối cùng cũng đã có một ngôi nhà. Vào một đêm tuyết rơi, bỗng nhiên có mèo mẹ mang thai gõ cửa. Nó nhìn vào ngôi nhà ấm áp một cách đáng thương nhưng lại không chịu bước vào phòng. Người đàn ông không muốn làm con mèo sợ, cố ý lấy đồ ăn vặt ném cho nó. Có lẽ vì đói quá lâu, nó đã nuốt chửng đồ ăn. Để dụ dỗ con mèo bước vào, người đàn ông đã đặt đồ ăn lên tay của mình, nhưng con mèo lại quay trở lại cửa. Có lẽ nó đã mất niềm tin vào con người khi nó bị bỏ rơi. Để xua tan những lo ngại của mèo về con người, người đàn ông chỉ có thể đặt thức ăn trước mắt, muốn con mèo bước vào phòng và nhận nuôi nó. Nhưng mèo vẫn không nhúc nhích, thật khó tưởng tượng nó đã phải chịu đựng những gì. Nếu bạn muốn con mèo được nuôi dưỡng, hãy để lại bình luận. Người đàn ông để phá vỡ tình thế căng thẳng đã đặt thức ăn xuống đất và lùi lại 1 mét. Quả nhiên, mèo đã vào nhà thành công. Trên thực tế, có thể thấy qua phản ứng của con mèo, nó vẫn còn tin tưởng vào con người và muốn có một chủ nhân yêu thương nó. Sau tất cả, trong mùa đông lạnh lẽo này, muốn sinh con mà không có sự chăm sóc của con người thật sự rất khó khăn. Vì vậy, hành vi nhận nuôi con mèo của người đàn ông đáng được khen ngợi. Con mèo giờ đã tin tưởng người đàn ông và đi dạo quanh ngôi nhà mới này. Dường như nó đang tìm một nơi để sinh con. Sau một đêm, người đàn ông đánh thức con mèo đang ngủ và cho nó một bữa sáng đầy dinh dưỡng. Nó được đối xử tốt như một bà mẹ sắp sinh. Hy vọng là không lâu sau, nó có thể thuận lợi sinh ra đứa con của mình. Nếu bạn nhìn thấy một con mèo như này trên đường, thì xin đừng làm phiền nó. Nó đang làm việc đấy, bận rộn làm công việc giao đồ ăn. Đồ ăn được giao đến đâu thì không ai biết, chỉ biết mỗi ngày nó đều đi tới công viên, đòi bà thím tốt bụng cho mình ăn. Nó không giống với những con mèo khác. Bạn cho thức ăn vào trong bát, nó sẽ không ăn mà lại cứ chỉ liên tục gầm gừ, giống như đang có điều gì muốn nói. Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị, bà thím lấy ra món thức ăn hộp mà mèo thích ăn nhất. Chỉ thấy nước dãi của con mèo sắp chảy hết ra ngoài rồi, nhưng nó vẫn không ăn. Một cô gái thường xuyên tới cho ăn nói, nó muốn bạn đóng gói cho nó mang về đấy. Đồ ăn mà không để đóng gói đem đi thì sẽ kiên quyết không ăn. Quả nhiên sau khi nhìn thấy thức ăn đã được đóng gói xong, con mèo bèn ngậm chiếc túi rồi rời đi. Mỗi ngày nó đều sẽ tới để lấy thức ăn đã đóng gói đem đi. Mọi người đều rất tò mò, nó muốn đem số thức ăn này đi đâu. Nhưng mỗi lần muốn đi theo nó để tìm hiểu, đều sẽ bị nó cắt đuôi. Cô gái nói, cô và bạn mình đã cho rất nhiều mèo lang thang ở đây ăn, nhưng chỉ có con mèo này để lại cho họ ấn tượng sâu sắc nhất. Vì để làm rõ sự thật, bọn họ đặt một cái máy định vị vào trong chiếc túi đựng đồ ăn. Con mèo đã ngậm chiếc túi và lên đường rồi. Cô gái thông qua định vị trên điện thoại bắt đầu bám theo con mèo. Dựa theo chỉ dẫn trên định vị, bọn họ tìm đến chỗ hành lang. Trên mặt đất có rất nhiều thức ăn được đóng gói, máy định vị cũng ở trong đó. Ở gần đó cũng có rất nhiều túi bóng tương tự. Xem ra con mèo hoạt động ở khu vực gần đây. Cô gái bèn lắp một chiếc máy quay, quyết định tìm ra chân tướng. Không lâu sau con mèo lại tới lấy thức ăn rồi.
Nó ngậm túi đồ ăn mà cô gái đã chuẩn bị sẵn cho nó, dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mấy cô gái cho mèo ăn thông qua camera, cuối cùng cũng đã nhìn thấy được chân tướng. Chỉ thấy con mèo đem đồ ăn đi tới con dốc, nhảy phát lên trên mái nhà tầng 2, miệng phát ra tiếng kêu. Lúc này, một con mèo nhỏ trèo từ con dốc lên. Nó thuần thục xé rách chiếc túi được đem về, ăn lấy ăn để. Con mèo thì ngồi ở bên cạnh, nhìn con mèo con với vẻ mặt hạnh phúc. Nhìn thấy cảnh này mọi người đều rất vui. Hóa ra mỗi ngày nó đều đòi đóng gói đồ ăn là vì muốn đem về cho con của mình. Một bà thím quyết định nhận nuôi hai mẹ con nó. Nhưng khi bọn họ đi tới con dốc thì không thấy mèo con đâu nữa. Bọn họ quyết định sẽ sử dụng mèo mẹ để tìm ra tung tích của mèo con. Nhưng thời gian dần trôi đi, vẫn không thấy hai mẹ con chúng đâu cả. Thức ăn chuẩn bị cho nó vẫn còn ở đây. Đợi mãi đến mấy ngày sau, mèo mẹ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhìn thấy những người phụ nữ quen thuộc, nó vui vẻ chạy tới để được cưng nựng. Các quý cô vẫn cứ đóng gói mang đi như cũ nhé. Cứ thế mèo mẹ ngậm thức ăn rời đi. Lần này cuối cùng họ cũng tìm thấy vị trí của mèo con rồi. Hóa ra chúng vẫn luôn trốn dưới mái hiên nhà. Có vẻ như có người tốt bụng nào đó đã lót cho chúng một tấm thảm. Hai mẹ con nó dựa sát vào nhau. Khi mèo mẹ rời đi, hai người phụ nữ thành công cứu mèo con ra, nhận nuôi mèo mẹ và con của nó. Cuối cùng mèo mẹ dựa vào nỗ lực của bản thân, có được một căn nhà trong thành phố, còn có thể được ở bên con mình mỗi ngày. Ở đây có đồ ăn thức uống, còn có người mình thích. Nó không cần phải đi giao đồ ăn cho con mình mỗi ngày nữa. Nhìn mèo con ở đây rất vui vẻ, mèo mẹ cũng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. He he, lại đến tiết mục thả like rồi. Còn không mau nhấn like video này đi nào, cũng đừng quên nhấn nút theo dõi. Chắp tay vái lạy cảm tạ các anh em.